Hàn Quốc cho biết mọi khâu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á 2014 đã được hoàn tất, sẵn sàng chào đón gần 10.000 vận động viên đến tham dự. Đại hội Thể thao Châu Á 2014 sẽ được diễn ra trong vòng 16 ngày, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Incheon, Hàn Quốc. Theo đó, các vận động viên sẽ đến từ các nước trong khu vực, phải thi đấu ở 36 bộ môn và sẽ có 439 chiếc huy chương vàng được trao cho các vận động viên xuất sắc nhất. Hàn Quốc đã chi 1,2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các công trình phục vụ cho kỳ đại hội này. Mọi sự chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao Châu Á 2014 đã được hoàn tất và ban tổ chức sẽ làm những điều tốt nhất có thể để đảm bảo an toàn cho những người tham gia sự kiện đến phút chót. Năm nay, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ giành được 90 huy chương vàng. Đoàn thể thao của Triều Tiên gồm 250 vận động viên, huấn luyện viên và các lãnh đạo cũng nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi vận động viên đến Hàn Quốc. Tín hiệu này cho thấy trong tương lai vận động viên của hai quốc gia này sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác, giao lưu với nhau. Vì thế tôi mong rằng sự có mặt của họ tại Asian Games lần này sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.